Và cái cách mỗi ngày em online hay là cái cách thắc mắc thì em đều hỏi cô hoặc là hỏi các lãnh đạo hết. Thì khi nó là chia sẻ bí quyết, thật ra em cũng không có nghĩ nó là cái bí quyết nữa, mà cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà là em không có mối quan hệ bạn bè, nhưng mà em chỉ có một cái duy nhất là một cái ước mơ. Một cái ước mơ em muốn là tại làm cách nào để em thay đổi được cái cuộc sống của em, làm cách nào để em có được thu nhập để em lo cho con của em và em lo cho ba mẹ của em. Em chỉ mới một cái ước mơ như vậy thôi. Vậy thì cách thì làm cách nào em suy nghĩ mỗi ngày. Bây giờ em đi ra ngoài em tư vấn trực tiếp cho ba thì không tư vấn được. Thì với cái hình ảnh đó em đưa mời người một vài người xuống để nhờ cô Lục là tư vấn giùm. Nhưng mà họ phát câu là nếu như mà được anh để chọn liên lạc trên danh mạng để đi thì anh tìm một người thủ lĩnh chứ anh không làm chọn với em. Khi là mời nên là tư vấn trực tiếp không bao giờ mà tư vấn được. Em nói thì bây giờ như thế nào, về đó thì tìm hiểu lãnh đạo Thịnh hay là Thảo Thịnh đó, là trong cái trang web của mình công ty đã trang bị hết tất cả bên trong đó rồi, cái kiến thức, cái thông tin sản phẩm, từ chi tiết tất cả mọi gì mình này trước giờ những câu hỏi mình đang đặt ra về sản phẩm, về công ty thì trong trang web có hết. Mỗi ngày về trang web xem mình đọc công ty ở trong đó, thì em vào bên trong đó em xem em nội soi về từ chi tiết tế bào gốc nó là cái gì. Mỗi ngày em về cứ nghe là kiến thức tế bào gốc là gì, rồi sản phẩm gì sơ là gì, công năng tác dụng của nó là gì, rồi sau đó là viết thanh được là nghiên cứu từ tiến sĩ Nada Luman như thế nào, rồi tới AM, BM, PPT, sau đó là nghiên cứu về cái chính sách trả thưởng ở đây. Nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nhưng mà cũng không biết làm sao để truyền tải đến mọi người. Thì lúc đó là em nghĩ tới là em phải lập cho mình một cái kế hoạch như thế nào. Khi đó thì em bắt đầu em viết ra cho mình đi đâu em cũng cầm theo cuốn sổ. Cầm theo cuốn sổ thì em nói là không có bạn rồi. Bây giờ em lên Zalo, em kết bạn, em trò gọi là tìm kiếm quanh đây á. Em mới là kết bạn từ từ rất là nhiều. Có những người thì họ chấp nhận kết bạn, có những người không có. Mà em ghi lại trong sổ của mình là người này tên gì, họ ở đâu. Và ngày hôm nay em đã chia sẻ cho họ những thông tin gì. Và em đặt mục tiêu mỗi ngày em trò chuyện với họ, em gửi thông tin cho họ. Tiếp theo đó em mới là đặt ra những cái câu hỏi cho những cái người mà em cho thông tin cho họ để biết được khai thác là nhu cầu họ đang cần cái gì. Họ đang cần là họ muốn sử dụng sản phẩm không, hay là họ đang là người đang là cần một cơ hội để kinh doanh, hoặc là họ chỉ là đơn thuần họ muốn là gọi là đi làm việc từ thiện á. Thì em sẽ nắm bắt những cái nhu cầu đó, em mới đưa thông tin cho. Ngày hôm nay như là lãnh đạo Thịnh hay là lãnh đạo Thịnh chỉ muốn là giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm này, thì em chỉ nói là ở đây là một cái cơ hội, nó có một dòng sản phẩm tốt giúp cho anh có thể chia sẻ cho nhiều người để cứu được nhiều người, và ở đây giúp cho một người nghèo khổ nhất cũng kiếm được thu nhập. Tại vì mình đăng ký có $1 tương đương 25.000 thôi, nhưng mà khi mình giới thiệu trực tiếp á thì mình sẽ được nhận từ $25 tới $250. Trong cái cửa hàng nó ghi rất là chi tiết, mỗi ngày là em theo dõi bên trong đó giá cả chi tiết của từng cái sản phẩm, và đơn hàng nó có ưu điểm như thế nào em phải khai thác kỹ bên trong đó em mới tư vấn cho khách hàng. Em đặt ra cho mình một kế hoạch và em cứ theo đó và em cứ thực hiện mỗi ngày. Vậy thì khi mà để được khách hàng họ có họ không biết mình thì làm sao họ dám mua hàng, làm sao họ dám chuyển tiền cho mình, là em lập luôn ở trang web em nói là em không phân tích sâu về những cái cá nhân bên ngoài của họ, thì em nói là những cái lợi thế ở trên net của mình. Ưu điểm của trên net mình là chỉ cần cầm cái điện thoại thôi, ở đâu có 3G, ở đó có wifi thì nơi đó mình kiếm được tiền. Và em sẽ phân tích về cái trang web. Trang web ở trên net của mình nó có đa ngôn ngữ quốc gia. Ngày hôm nay các anh chị ngồi ở đây, nhưng mà anh chị có thể phát triển đến 152 quốc gia trên toàn thế giới thông qua chiếc điện thoại này. Và nó sẽ giúp cho mình là thay đổi chất lượng cuộc sống, về sức khỏe, về sắc đẹp. Mình chỉ nói về những cái điểm mạnh. Sau đó mình kết nối, mà mình phải nhìn theo là người đó họ đã kinh doanh mạng hay chưa. Nếu họ kinh doanh mạng thì mình chia sẻ về cái chính sách trả thưởng, cái cơ hội ở đây. Người họ chỉ tiêu dùng thì mình chưa đưa thông tin về tiêu dùng thôi. Và với một người bị họ bị bệnh về huyết áp, khi mà đưa về kiến thức tế bào gốc, đưa về cái thông tin video kỹ sơ, sau đó mình sẽ đưa có một video minh chứng về cái người bị huyết áp, người nào bị tiểu đường thì đưa video về tiểu đường. Và mỗi ngày em đăng ở trên Zalo, các anh chị nhìn thấy vào trang Zalo em đăng rất là nhiều tin tức, em đăng ở đó không hề bán một cái đơn hàng lẻ nào cho ai hết. Tất cả khi mọi người có một ngày hôm nay đến đây, anh Thịnh anh nói là anh muốn mua sản phẩm tiêu dùng, thì câu đầu tiên em sẽ hỏi là bây giờ anh muốn mua da gốc hay da lẻ. Mình phải đặt ra câu hỏi để khách hàng tự là họ muốn mua da gốc hay da lẻ. Và khi đó họ nói là giá gốc bao nhiêu tiền và giá lẻ bao nhiêu tiền, em sẽ đưa ra cái khung giá đúng như công ty mình quy định. Vậy thì họ nói là muốn mua da gốc thì phải làm như thế nào. Nói vậy là anh chị chỉ cần là chụp mặt chiếu chứng minh nhân dân, email, số điện thoại gửi qua, em sẽ đăng ký trang web cho các anh chị vào đây để mua được giá gốc. Tới đó là họ gửi qua rồi thì em đăng ký xong rồi cho họ tự khám phá cửa hàng.
với các anh chị kinh doanh em cũng làm tương tự như vậy thôi. Khi mà em nghĩ là mình chỉ cần có ước mơ, có cái mục tiêu và mình kiên trì, mình theo đuổi cái mục tiêu của mình lập ra cái kế hoạch mỗi ngày. Khi mà em có một cái đường đua dành cho bản thân em thì em luôn vẽ luôn trong những cái đường đua của cái người tiến dưới của em luôn. Ví dụ ở đây em có cái bảng này. Cái bảng này khi em vào đây em xác định là tới 31 tháng 12 năm 2018 em lên Ruby. Vậy thì trong quá trình em lên Ruby em sẽ cần giúp cho bao nhiêu người F1 lên cái phần Sapphire. Em ghi trong đây và em vẽ luôn cái lộ trình. Một người Sapphire thì cần bao nhiêu người làm việc phía bên dưới và họ cần bao nhiêu điểm. Em vẽ chi tiết và làm cách nào để họ đạt được. Em ghi chi tiết và phân tích cho họ. Mình phải nắm được cái ưu điểm của công ty của mình thì sau đó mình mới phân tích được cho những người ở bên dưới. Họ mới hiểu được, họ mới đồng hành với mình. Em vẽ tất cả là cái đơn hàng này là bao nhiêu tiền và các chị cần bao nhiêu cái đơn hàng thế này. Là nhanh trái hay là nhanh phải, cái nào là lợi nhất. Mình cứ phân tích những điểm lợi nhất cho khách hàng là khách hàng họ lựa chọn. Còn mình đưa ra cái ý nghĩ là mình áp đặt để cho họ mua cái đơn hàng để cho họ không có mua. Mình chỉ nêu ra những điểm lợi. Tại sao các chị nên mua một hộp hay hai hộp? Có nhiều người kêu em là có gói hàng 5 hộp này nó sẽ lợi hơn cho anh chị. Em ngồi phân tích này, thay vì một hộp anh chị mua nó là 100 đô, bây giờ anh chị mua đơn 5 hộp này nó chỉ có 473 đô thôi. Vậy thì có phải nó kể cho anh chị được là 27 đô mà 27 đô. Vậy thì các anh chị mua gói này ngoài các anh chị kể ra rồi á thì các anh chị còn đủ điều kiện để các anh chị được tích lũy điểm người tiêu dùng phía bên dưới. Đối với người tiêu dùng thì em nói là tích lũy điểm cho người tiêu dùng, còn đối với người kinh doanh em sẽ nói là tích lũy điểm để các chị được đổi đô la ở đây. Để các chị nên chọn cái gói nào và gói năm hộp nó có ưu điểm nào ạ? Gói năm hộp thì được hưởng là cấp bậc cọc mức tạm thời trong vòng 60 ngày, có nghĩa là hai ngày điều hành ngay là các chị. Để đạt được cấp bậc cọc mức các chị cần phải có 8F1 nhà điều hành hoặc là 4F1 nhà điều hành hoặc là 8F1 nhà phân phối. Vậy thì khi mua cái đơn hàng mà xin lỗi là cái cấp cọc chai, để đạt được cấp cọc chai thì các chị cần có 8F1 nhà điều hành hoặc là 12F1 nhà phân phối. Vậy thì với cái gói hàng mà 5 hộp này giúp cho các chị tạm thời sẽ đứng ở vị trí cấp bậc và cọc chai. Cọc chai thì sẽ được hưởng 20% hoa hồng chu kỳ của đời F1, có nghĩa là F1 mình không có chu kỳ 35 đô, mình ngay lúc đó mình được hưởng luôn là 7 đô luôn chứ không đợi đủ cái cơ cấu, và được hưởng thêm 15% của người F2. Nghe chỉ phân tích đối với người kinh doanh mà đối với người tiêu dùng, những người đã từng kinh doanh mạng rồi và phân tích kỹ vô, em luôn tư vấn cái gói đơn hàng 10 hộp thì đã được công nhận Sapphire tạm thời trong vòng 90 ngày. Và 90 ngày đó mặc dù anh chị chỉ có một người làm việc thôi nhưng mà người đó họ làm việc rất là giỏi, họ có rất nhiều chu kỳ, thì các anh chị đồng nghĩa có được là anh chị được hưởng là 20% F1, 15% F2, 10% F3 của hồng lãnh đạo. Vậy thì đa phần á, ngày đầu em cũng biết em chỉ chốt đơn cơ bản thôi, nhưng mà sau này em chỉ chốt là một là đơn 5 hộp, hai là đơn 10 hộp. Nhờ như vậy mà cái đường đưa cuối cùng của em là chốt được nhiều đơn 10 hộp. Và tất cả các chị em cũng kêu mà các chị nên chốt như vậy, và mình nên ra kế hoạch cho mình và kế hoạch cho cả những người phía dưới. Họ nhìn thấy được khi họ đạt được cái đường đua này phải phân tích kỹ nè. Ví dụ như các bậc cọc bích, các chị đến đây các chị tìm 8 người F1, mỗi người như vậy mua đơn hàng 10 hộp. Mỗi người là F1 mua đơn hàng 10 hộp thì 8 người. Một đơn hàng như vậy là 200 đô, 8 người như vậy là các chị có bao nhiêu đô ạ? 1.600 đô tiền hoa hồng trực tiếp đúng không ạ? Và tiếp theo đó, khi mà được hưởng là các cấp bậc học bích 500 đô thì các chị cộng lại trong tháng đầu tiên các chị có thể kiếm được là 2.100 đô đúng không ạ? Và phải chi tiết mình rõ ra từng cái cho họ thì họ mới nhìn thấy được khi họ đến đây họ không có lợi gì. Mà em chỉ nói nhắn mạnh lại một điều để mọi mà ngày hôm nay lên đây chia sẻ hết là chắc không thể hết được. Cách làm của em rất là đơn giản. Ở bên ngoài các chị tư vấn như thế nào, tư vấn trực tiếp như thế nào thì khi lên Zalo các chị cũng tư vấn là như vậy. Mình luôn đưa cái quyền lợi cao nhất cho người tiêu dùng. Họ đến đây họ mua họ được những lợi gì, và mình phải cộng này, cái đơn hàng này thay vì mua giá lẻ là bao nhiêu và mua vào cái gói ưu đãi họ sẽ lời được bao nhiêu. Vậy thì họ sẽ tự họ đưa ra quyết định. Và chủ chốt sau cùng ở đây em nói là mình có ước mơ, mình cố gắng kiên trì theo đuổi cái ước mơ của mình, luôn luôn suy nghĩ về cái sự tích cực. Nếu như mình không làm được, như em nói ngày đầu em không biết sử dụng điện thoại, nhưng mà với cái ước mơ của mình thì em suy nghĩ là làm cách nào để em sử dụng được chiếc điện thoại này. Và mỗi lần khó khăn đến với em nghĩ nó
những cái gì mới đến với mình nó cũng sẽ khó khăn. À, ngày đầu em không biết sử dụng điện thoại em thấy nó cực khó, nhưng mà sau 2-3 ngày sử dụng hoặc là em quen dần em thấy nó dễ. Vậy thì bất cứ một cái gì đến với chúng ta nó mới nó đều sẽ khó, nhưng chúng ta chịu khó, chúng ta học mỗi ngày, chúng ta thực hiện mỗi ngày dần nó sẽ là trở thành một cái thói quen và nó sẽ dễ cho mình. Quan trọng mình có mục tiêu, mình có ước mơ, mình cố gắng thực hiện ước mơ đó, kiên trì. Nếu mình đi mình sẽ tới, mình đi dù là nhanh hay chậm là mình sẽ tới. Chỉ có mình đứng một chỗ mình mới không tới. Tại vì khi bên đây mình đâu cần phải đầu tư để dự trữ hàng, và mình không phải đi bán hàng, mà mình đang tạo ra một hệ thống người tiêu dùng phía bên dưới. Tất cả đến đây chỉ mua sản phẩm đầy đủ tiêu dùng, và chúng ta không nên đi bán hàng. Vì bán hàng đến một thời gian là chúng ta sẽ mất cái đối tượng khách hàng. Mình chủ đích mình muốn ăn lời họ 100, 200, nhưng mà đến một thời gian khách của mình sẽ mất. Mà mình nên chỉ cho họ, mình chỉ nhận cái đơn hàng đầu tiên mình bảo trợ trực tiếp thôi. Những đơn sau mình chỉ cách để họ được có quyền lợi, và khi họ thấy họ được lợi càng dùng càng nhiều tiền, họ sẽ dùng lâu hơn với mình. Tại vì em có những người khách hàng đến bây giờ em vẫn chưa gặp mặt họ, nhưng mà họ mua đơn hàng tính tới thời điểm tại là hơn 100 triệu tiền chỉ tiêu dùng bình thường thôi. Và cái hệ thống người đang kinh doanh cái gì đó tốt đâu mà còn cãi, em cũng chẳng gặp mặt, nhưng mà chỉ mua cũng đơn hơn 10 cái đơn hàng em cũng chưa biết chị là ai. À, và em có một người họ lên Sapphire 25 chu kỳ, và ở bên dưới đó lại có một người lên Sapphire mà em chỉ mới gặp mặt có 2 lần thôi. Tất cả mọi vấn đề bên ngoài là bình thường là em làm ở trên online. Thì online này nó giúp cho mình là thứ nhất là rút ngắn khoảng cách địa lý, thứ hai là nó giúp cho mình là tiết kiệm về chi phí, và nó không hạn chế không gian thời gian. Có những lúc mà em ở trên giường em mệt quá em lên đó em cũng tư vấn được. Có một cái là hơi tế dị tí. Giờ các chị có tin cái ngày cuối cùng á mà em đang rất là đau đầu, nhưng mà bữa đó không biết sao bị tiêu chảy, em vô trong toilet em cũng cầm theo cái điện thoại, mà trong ngày đó em chốt được 5 cái đơn hàng 10 hộp trong toilet. Đây thì ở đây em nói là ở trên net sẽ đem tới cho mình tất cả những gì mình mơ ước, và nó thay đổi được chất lượng cuộc sống của mình. Quan trọng là mình có mong muốn đạt được cái thay đổi chất lượng cuộc sống hay không. Và khi ở đây những ngày đầu khó khăn thì các lãnh đạo đã đi qua rồi, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái lối mòn để chúng ta đi đến thành công. Vậy thì quyết định đi nhanh hay đi chậm là do mỗi người chúng ta lựa chọn. Vậy thì bài chia sẻ của em là đến đây, sẽ có một dịp gần nhất em sẽ về lại nghe của mình. Theo dự kiến là khoảng 3 tuần nữa em sẽ có một chuyến hành trình ra mắt nữa. Vậy thì một lần nữa em xin được kính chúc tất cả cô chú và chúng ta ở đây sẽ đạt được cái thành công tại sự nghiệp trên đất này.